Nó Cao Bay chào tất cả quý anh chị và quý cô chú đang xem video nhé. Thì hôm nay Nó Cao Bay bên em giới thiệu chị một cái mẫu máy điện thoại 4G của Nokia chị nhé. Đây là mẫu điện thoại Nokia 105 4G Pro. Đây là một mẫu máy thay chị có thể dùng thay đánh trắng được nhé. Vì giá rất là hợp lý cho tất cả quý anh chị luôn. Thì chiếc máy này bên em đang bán là một chiếc máy 4G 2 SIM có nắp được thẻ nhớ để nghe nhạc. Thì chiếc này em đang bán với giá là 580.000 chị nhé. 580.000 là bao gồm cho chị là pin này, sạc này và phí ship về tận nhà rồi nhé, bao ship về tận nhà rồi, anh chị nhận hàng và thanh toán cho em là 580.000 là được nhé. Máy thì bên em ship về tận nơi, tận nhà, anh chị nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đây là một mẫu máy Nokia 4G Pro, đây là bản Nokia chính hãng thì nhé, bản Nokia chính hãng nhé. Đó thì chị tháo nắp pin này, về tổng quan ngoại hình của máy chị nhìn lại bàn phím này, bàn phím sẽ rất là thưa, rất là dễ sử dụng nhé. Màn hình thì màn hình vừa vừa thôi, không phải to. Đấy. Còn nếu mà quý anh chị mà mình cầm một chiếc máy cho người già, cho bố mẹ ông bà thì anh chị có thể lựa chọn một mẫu máy này cho người già. Bên em mới đăng video ở video trước đấy, đó đây là video của máy Nokia 4G, còn video trước là máy của người già anh chị nhé. Đó thì quý anh chị nào mình cần một chiếc máy chính hãng của Nokia thì mình có thể lựa chọn chiếc máy này nhé. Chiếc máy này bên em bán là 580.000 là kèm cho chỉ là pin sạc, phí ship rồi nhé. Đó thì đây là cái thiết kế của máy này. Máy sẽ không có camera nhé, nhưng mà vẫn có nắp phải nhớ để nghe nhạc này, và nó sẽ là hai SIM 4G nhé. Đây nó sẽ là SIM micro nhỏ như này nhé, SIM nhỏ như này nhé. Mình nắp sim này, sim dưới này, chiều vát sẽ là dưới nhé, chiều vát sẽ ở dưới nhé. Đấy, chiều vát sẽ ở dưới, còn sim trên, chiều vát sẽ quay lên trên nhé, chiều vát sẽ quay lên trên. Đấy. Đây. Chiều vát sẽ quay lên trên nhé. Và cái thẻ nhớ này, thẻ nhớ thì mình sẽ, đây là thẻ nhớ em kết nhạc cho anh chị nhé. Còn anh chị mua thêm thẻ nhớ thêm bao cho em 30.000 nhé. Đây là thẻ nhớ này, nắp đây nhé. Đó. Pin đây, đây là pin nhé. Đấy. Nắp lưng này, mình ấn vào này, mình ấn vào này, bật nguồn này, bật nguồn lên nhé. Cái này thì quý anh chị nào mình cứ lưu số em lại nhé. Cần máy 4G, cần máy cổ bàn phím 3G thì mình có thể liên hệ với em nhé. Anh chị dùng máy 3 cổ 3G được nhé. 0985150255 có ghim trên màn hình này nhé. NK Mobile điện thoại sưu tầm nhé. Đó thì chỉ nhớ cái tên em là được nhé. Đây là chiếc máy của chúng ta này. Về giao diện của máy thì cái đồng hồ cũng khá là to nhé, đồng hồ khá là to. Giao diện thì cơ bản dễ sử dụng nhé. Ở bên này nó sẽ là nút radio này. Đấy, là nút radio nhé. Đấy. Nó tìm kiếm kênh đấy, để ở radio nhé. Thôi em sẽ bỏ qua này, bỏ qua cái chỗ radio này. Đây này. Radio thì không cần là tai nghe nhé, vẫn bắt được nhạc nhé chị nhé. Đấy, chút này cũng khá là ok đấy. Tiếp theo là cái bàn phím này, bàn phím bấm dễ lắm, màn hình nó to đấy, rất là dễ sử dụng. Nếu mà quý cô chú nào mình cầm một chiếc máy như này cũng được, chữ nó cũng rất khá là dễ nhìn rồi anh chị nhé. Đây, đây là danh bạ nó này, chữ danh bạ nó này, chữ danh bạ này, chữ danh bạ này nhá. Đó, hai sóng 4G đầy đủ này. Đây này, mình vào trong phần cài đặt mình xem này, cài đặt này, kết nối này, chọn mạng này, đây này, ở đây kiểu mạng, loại mạng này. Đây này, nó sẽ chế độ là chế độ 4G, 3G, 2G này, chế độ mạng ghép 3G và 2G này, chế độ 2G mà chế độ chọn chế độ là 4G chị nhé, chế độ 4G nhé. Đấy thì nó sẽ có cả ba loại mạng, nó là loại mạng 2G này, 3G này, 4G này. Đấy thì mình sẽ dùng được thoải mái như chị nhé, không sợ cắt sóng anh chị ơi. Và đây sẽ là máy để thay thế cho anh chị dùng một chiếc máy đen trắng này, chiếc máy 2G để chuyển đổi lên những chiếc máy 3G, 4G chị nhé. Đó thì đây sẽ tiến hành cho anh chị xem cái mục của nó này. Đây là mục từ tin nhắn đến này, viết tin nhắn này, viết tin nhắn này, đây viết tiếng Việt bình thường anh chị nhé, viết chữ O bình thường, O là 6, số 6 này, số chữ O nhé. Đấy, đây chữ E này, E này số 3 này, bình thường như mọi máy thôi chị nhé. Đó, rất là dễ sử dụng thôi. Ok, thì chiếc máy này rất là cơ bản, dễ sử dụng, và cái cuối cùng là phần test nhạc cho anh cả quý anh chị và quý cô chú nhé, test nhạc của thành trên thẻ nhớ nhé. Đây, loa cũng khá là to chị nhé. Đấy, cho mình giải trí nghe nhạc cũng ok luôn. Đó thì cái đồng hồ to này, ưu điểm của chiếc máy này đó là một chiếc máy nhỏ gọn. Nhỏ gọn này, anh chị là có một chiếc máy nhỏ gọn này. Loa tốt này, đây loa 900 này. Đây, loa tốt này, loa trong loa ngoài đều tốt này. Đấy. Cầm một chiếc máy mà bàn phím bấm dễ này, phím cao su bấm dễ này, đây loa trong nghe rất to này nhé. Loa ngoài này. Đây loa loa ngoài nhé. Đấy. Thì anh chị đều có thể nào dùng ok được. Đấy thì ưu điểm của nó là máy nhỏ này, bàn phím dễ bấm này, loa to này. Đó,
Màn hình thì màn hình không to nhưng mà chữ số nó cũng rất là to nhé, rất là dễ nhìn như này rồi. Đấy. Thì mọi cái chức năng của máy thì mình đang được test đầy đủ cho anh chị rồi. Và anh chị nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi anh toán. Giá máy thì mình đang bán với giá là 580.000, bao ship về tận nhà. Đó, kèm cho anh chị là pin sạc zin, máy zin nguyên bản như này nhé. Đó. Thì đây là chiếc điện thoại Nokia 105 4G Pro. Đấy. Một máy này bây giờ là 580.000 chị nhé. Đó, chị nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi toán. Cảm ơn tất cả quý chị đã xem video nhé. Đây là một chiếc máy rất là đáng để cho mình có thể là mua để sử dụng nhé, vì giá rất là hợp lý rồi anh chị nhé. Cảm ơn chị đã xem video.